cảm giác ngắm toàn cảnh thành phố Bắc Kinh từ trên cao thật tuyệt. Chiều nay tôi đáp máy bay xuống sân bay Bắc Kinh. Đây là sân bay quốc tế và trước khi hạ cánh xuống mặt đất được ngắm bầu trời Bắc Kinh, được ngắm toàn cảnh thành phố Bắc Kinh rất là tuyệt vời. Sân bay quốc tế thủ đô Bắc Kinh là sân bay quốc tế phục vụ thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc. Dự án nâng cấp sân bay này có giá trị 500 triệu euro vay của Ngân hàng Phát triển Châu Âu. Sân bay quốc tế thủ đô Bắc Kinh là sân bay nhộn nhịp nhất Trung Quốc. Lượng khách tăng trưởng hai con số kể từ năm 2003, là sân bay bận rộn nhất châu Á về lượng máy bay hoạt động, vượt lên trên sân bay quốc tế Tokyo về lượng khách. Sân bay này bận rộn thứ 2 châu Á và bận rộn thứ 14 thế giới năm 2005, với tổng lượng khách phục vụ là 33 triệu, cao hơn sân bay quốc tế Hồng Kông. Sân bay thủ đô Bắc Kinh đã được mở cửa vào ngày 2 tháng 3 năm 1958. Sân bay sau đó bao gồm một nhà ga nhỏ vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay, được sử dụng cho các chuyến bay VIP và các chuyến bay thuê. Tháng 1 năm 1980, nhà ga mới và lớn hơn được xây dựng có màu xanh lục đã được khai trương với chỗ đỗ cho 10 đến 12 máy bay. Do năng lực hạn chế tại sân bay quốc tế thủ đô Bắc Kinh, sân bay mới ở Đại Hưng được khởi công xây dựng từ năm 2012, hoàn thành vào năm 2017, có 9 đường băng, công suất thiết kế từ 120 đến 200 triệu lượt khách mỗi năm.